À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đến với khoa học môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và hôm nay thì cô trò mình tiếp tục đồng hành cùng với nhau và bước sang một chủ đề mới, đó là chủ đề 3, làm quen với hình phẳng và hình khối. Hôm nay thì chúng mình sẽ vào bài học đầu tiên của chương số 3 này, đó là bài số 16, điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Rồi, hôm nay thì cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm kiến thức về hình học. Chúng mình sẽ đến với phần đầu tiên, đó là phần khám phá. Bây giờ thì cô mời các bạn hãy cùng quan sát vào hình ảnh và cuộc trò chuyện giữa bạn Việt và bạn Nam, cả bạn robot nữa, xem chúng mình thấy là ở trong câu chuyện này thì sẽ nói đến vấn đề gì này. Đầu tiên thì bạn Nam bạn nói này: Việt ơi, giúp tớ cắt đoạn dây này thành hai đoạn thẳng bằng nhau nhé. Đây, các bạn ấy đang cắt để được hai đoạn thẳng bằng nhau từ một đoạn dây dài. Và bạn ấy nói này, bạn robot bạn ấy cản lại và nói này: ơ, cậu phải cắt ở trung điểm của đoạn dây ấy. Vậy thì trung điểm là điểm nào, điểm như thế nào? Thì hôm nay cô cho mình sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay để tìm ra được cách cắt đoạn dây này thành hai đoạn thẳng bằng nhau. Rồi, bây giờ thì cô mời các bạn hãy cùng đi đến với kiến thức đầu tiên, đó là phần A, điểm ở giữa. Vậy điểm như thế nào thì được gọi là điểm ở giữa? Cô mời các bạn cùng quan sát. Trên bảng cô có một đường thẳng, và trên đường thẳng này thì cô lấy 3 điểm A, B và C. Đây, bây giờ các bạn quan sát 3 điểm này, A, B và C. Khi đó thì chúng ta sẽ có 3 điểm A, B, C này thẳng hàng, tại vì nó cùng nằm trên một đường thẳng. Và ta nói như sau này: Điểm B này là điểm ở giữa hai điểm A và C. Cô nhắc lại, điểm B được gọi là điểm ở giữa hai điểm A và C. Đây, nhìn vào đây thì chúng mình thấy ngay đúng không ạ? Điểm B nằm ở giữa. Đó, cô nhắc lại này, chúng ta sẽ có 3 điểm A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Và điểm B, B này là điểm ở giữa hai điểm A và C. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển tiếp sang phần tiếp theo, đó là phần B, xem là trung điểm của đoạn thẳng thì là điểm nào. Rồi, cô sẽ có một đường thẳng, và trên đoạn thẳng này, một đoạn thẳng, trên đoạn thẳng DE này thì cô lấy một điểm ở giữa, điểm H là điểm ở giữa hai điểm D và E này, đúng chưa? Và có một điều đặc biệt như sau: khi mà cô lấy điểm H này thì cô sẽ có DH bằng với HE, hai đoạn thẳng này bằng nhau. Đây, cô lấy điểm H là điểm chính ở giữa để làm sao cho đoạn thẳng DH bằng với HE và đều bằng 3 cm, được chưa các bạn? Khi đó thì cô cũng có 3 điểm DHE là 3 điểm thẳng hàng, và đoạn DH bằng với đoạn HE, như vậy cô sẽ có điểm H này là trung điểm của đoạn thẳng DE, được chưa? Cô nhắc lại điều kiện để một điểm có thể là trung điểm của một đoạn thẳng như sau này. Đầu tiên, điểm đó phải là điểm ở giữa hai điểm. Đây, H sẽ là điểm ở giữa điểm D và điểm E, và mình phải có đoạn thẳng DH bằng với đoạn thẳng HE, thì khi đó điểm H mới được coi là trung điểm của đoạn thẳng DE, được chưa? Đây chính là phần kiến thức của về lý thuyết trung điểm của đoạn thẳng. Cô nhắc lại này, H là điểm ở giữa hai điểm D và E. Đó, chúng mình biết ngay rồi đúng không? Độ dài đoạn thẳng DH bằng với độ dài đoạn thẳng HE, và mình sẽ có cách viết như sau: DH bằng HE. Đấy, độ dài đoạn thẳng DH bằng độ dài đoạn thẳng HE. Khi đó mình sẽ viết là DH bằng HE như thế này. Và ta sẽ có H được gọi là trung điểm của đoạn thẳng DE. Đấy, H được gọi là trung điểm của đoạn thẳng DE, đúng chưa? Vậy thì có bạn thắc mắc là tại sao ở phần phía trước, đây cô viết lại này, B lại không là trung điểm của đoạn thẳng AC được. Thì các bạn nhìn giúp cô này, ở đây chúng mình sẽ có đoạn AB là bằng 3 cm, đúng chưa? Đoạn BC bằng 2 cm. Như vậy thì hai đoạn thẳng này không bằng nhau. Vậy thì B chỉ là điểm ở giữa hai điểm A và C thôi, chứ nó không được gọi là trung điểm. B chỉ được gọi là trung điểm khi mà chúng mình có đoạn AB này bằng với đoạn BC, đúng chưa? Còn ở đây thì chúng không bằng nhau. Vậy thì B không được gọi là trung điểm, mà chỉ được gọi là điểm ở giữa của hai điểm
A và C. Các bạn hiểu chưa? Các bạn đã phân biệt được điểm ở giữa và trung điểm chưa? Trung điểm là điểm đó phải nằm ở chính giữa và chia cái đoạn thẳng này thành hai phần bằng nhau. Đây, nó sẽ chia thành hai đoạn DH bằng với đoạn HE. Còn ở đây thì AB không bằng với BC, đúng chưa? Vậy B đây chỉ được gọi là điểm ở giữa thôi. Các bạn đã nắm rõ được chưa? Phân biệt điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng. Rồi, bây giờ để các bạn có thể hiểu hơn về điểm ở giữa cũng như trung điểm của đoạn thẳng thì cô trò mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần hoạt động. Cùng nhau đi làm các bài tập liên quan để chúng mình có thể nắm rõ hơn. Và chúng mình sẽ đến với bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Trong bài tập số 1 này, nhiệm vụ của cô trò mình là phải điền D hoặc S đúng hoặc sai vào những ô trống này. Câu nào mà đúng thì chúng mình điền chữ D, còn câu nào mà sai thì chúng ta điền chữ S. Rồi bây giờ sẽ tập trung giúp cô vào hình ảnh ở đây. Ở đây chúng mình có đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC. Ở trên đoạn thẳng AB này thì sẽ có điểm M và đoạn thẳng BC thì sẽ có điểm N. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu từng câu trả lời xem câu nào đúng, câu nào sai. Câu A trước này. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Rồi bây giờ quan sát vào đoạn AB này. Và đây chính là điểm M, được chưa? Người ta nói là M là trung điểm của đoạn thẳng AB này. Vậy nhớ lại giúp cô xem là M được gọi là trung điểm của một đoạn thẳng nào. À, khi mà điểm M này phải nằm ở trên đoạn thẳng AB và nó phải là điểm ở giữa thì đủ yêu cầu rồi. Yêu cầu thứ hai là M này phải nằm ở chính giữa và ta phải có đoạn AM bằng với đoạn MB. Thì ở đây chúng mình đã biết độ dài của hai đoạn thẳng này rồi. AM bằng 3 cm, MB bằng 3 cm. Như vậy hai đoạn thẳng này là bằng nhau, đúng chưa? Như vậy thì M sẽ là trung điểm của đoạn thẳng AB. Đó, như vậy là câu A này là câu chính xác. Chúng ta điền đây là chữ D. Rồi, tiếp theo là câu B. N là điểm ở giữa hai điểm B và C. Đó, B này, C và điểm N đây. Vậy thì một điểm được coi là điểm ở giữa khi nào? Khi nó sẽ nằm trên đoạn thẳng BC này, đúng chưa? Và nằm ở giữa hai điểm này. Như vậy thì N đây sẽ là đúng là điểm ở giữa của hai điểm B và C, chưa các con? Chính xác rồi. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có câu B này cũng là câu chính xác. Rồi, chúng mình đến với câu tiếp theo, câu C này. N là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đây, vẫn là đoạn thẳng BC. Và người ta nói N là trung điểm. Vừa nãy thì chúng mình đã xác định là N là điểm ở giữa là chính xác rồi. Bây giờ để nó đủ điều kiện là trung điểm nữa thì nó phải chia đoạn thẳng BC này thành hai phần bằng nhau, đúng không? Hay là BN phải bằng với NC. Nhưng mà ở đây chúng mình biết BN thì có độ dài là 3 cm, còn NC thì có độ dài là 2 cm, không bằng nhau, đúng không các bạn? Vậy thì N này không thỏa mãn điều kiện là trung điểm của đoạn thẳng BC, hay nói cách khác N không là trung điểm của đoạn thẳng BC, đúng chưa? Vậy thì câu này, câu C, N là trung điểm của đoạn thẳng BC là sai. Rồi, câu sai, điền chữ S. Rồi đến với câu cuối cùng. B là điểm ở giữa hai điểm M và N. B đó, B đây. Hai điểm M và N. Người ta nói là B là điểm ở giữa hai điểm M và N. Vậy các bạn quan sát xem B này có được coi là điểm ở giữa không ạ? Các bạn nhìn xem ạ. Có bạn nào có ý kiến không ạ? À, đúng rồi. B này thì cô xin giải thích này. B này sẽ không là điểm ở giữa của hai điểm M và N. Tại sao có nói? Có bạn nói là cô ơi, con cũng thấy nó ở phía giữa, ở trong của hai điểm M và N đây. Nhưng mà các bạn lưu ý này, nó chỉ là điểm ở giữa khi mà nó phải cùng nằm trên một đường thẳng, có nghĩa là ba điểm phải cùng nằm trên một đường thẳng giống như A, M và B như thế này, hoặc là B, N, C thôi. Còn B này thì sẽ không cùng nằm trên một đường thẳng với cả hai điểm M và N này. Vậy thì B không gọi là điểm ở giữa của hai điểm M và N, được chưa? Vậy thì câu này là câu gì các bạn nhỉ? À, câu sai. Mình điền đây là sai. Đó. Như vậy là ở trong bài tập số 1 này chúng mình có hai câu trả lời là đúng, là câu A và câu B, và câu C và câu D là câu sai. Cô xin nhắc lại, các bạn nhớ giúp cô, khi một điểm được gọi là điểm ở giữa của hai điểm thì điểm đó phải cùng nằm trên một đường thẳng với hai điểm còn lại, có nghĩa là ba điểm này phải là ba điểm thẳng hàng thì điểm ở đây mới được gọi là điểm ở giữa, được chưa? Còn khi nào nó là trung điểm?
Điểm đó là trung điểm của một đoạn thẳng khi điểm đó sẽ nằm ở giữa hai điểm còn lại và nó phải chia cái đoạn thẳng này thành hai phần bằng nhau, đúng chưa? Đây, ta sẽ có AM bằng với MB thì M mới được gọi là trung điểm. Còn ở đây, đoạn BC có điểm N ở giữa nhưng mà điểm N này chia đoạn BC này hai thành hai phần không bằng nhau thì N này không được gọi là trung điểm của đoạn thẳng BC, được chưa? Chúng mình nắm thật kỹ giúp cô phân biệt giữa điểm ở giữa và trung điểm. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập số 2. Chúng mình sẽ đến với bài tập số 2. Bài 2, trong hình bên câu A, hình tìm 3 điểm thẳng hàng. Câu B, điểm H ở giữa hai điểm nào? Câu C, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào? Rồi, bây giờ đây chính là hình trong bài tập số 2 của chúng mình. Một hình được đặt trên lưới ô vuông như thế này. Bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau đi giải quyết từng phần. Phần A trước này, câu hỏi A, tìm 3 điểm thẳng hàng. Vậy thì chúng mình nhìn giúp cô xem ở trong hình này có 3 điểm nào thẳng hàng với nhau. Đầu tiên là cô thấy đoạn AB này có điểm H nằm trên đoạn AB, đúng chưa? Vậy thì chúng mình sẽ có 3 điểm A, H, B là 3 điểm thẳng hàng. Tiếp theo, đoạn CD này thì có điểm K là điểm nằm trên đoạn CD. Vậy chúng mình có C, K, bật D là 3 điểm thẳng hàng. Còn nữa không các con nhỏ? À đây, đoạn thẳng ở giữa đây là đoạn thẳng HK thì có điểm M nằm trên đoạn thẳng HK. Vì vậy chúng mình sẽ có HMK cũng là 3 điểm thẳng hàng. Rồi bây giờ chúng mình sẽ trả lời câu A trước, xong chúng mình sẽ giải quyết tiếp các câu còn lại. Câu A, đầu tiên mình sẽ có điểm 3 điểm A, H, B là 3 điểm thẳng hàng. A, H, B là 3 điểm thẳng hàng. Rồi, 3 điểm nào nữa các bạn? Đây, C, K, D là 3 điểm thẳng hàng. C, K, D là 3 điểm thẳng hàng. Rồi, chúng mình còn 3 điểm nào nữa? H, M, K là 3 điểm thẳng hàng. H, M, K là 3 điểm thẳng hàng. Rồi, xong câu A, đến câu B. Điểm H ở giữa hai điểm nào? Rồi đây, mình nhìn vào điểm H này. Vậy thì chúng mình thấy điểm H này nó sẽ nằm giữa nào nhỉ? À, nó nằm trên đoạn thẳng AB rồi. Vậy thì nó sẽ nằm giữa hai điểm A và điểm B. Trả lời, điểm H ở giữa hai điểm A và B. Câu B này. Điểm H ở giữa hai điểm A và B. Rồi, xong câu B, đến với câu C này. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào? Này các bạn nhìn xem điểm M đâu? Đây, điểm M đây. Vậy thì M sẽ là trung điểm của đoạn thẳng nào? Khi nào nó là trung điểm của đoạn thẳng? Đây, mình thấy là M nằm trên đoạn HK. Và nhìn xem giúp cô xem điểm M này có chia hai đoạn thẳng này thành hai phần bằng nhau không? Hay là HM có bằng MK không? Thì cô nhìn thấy này, cô nhận thấy hình này đã được đặt trên lưới ô vuông rồi. Và cô thấy là đoạn HM này có độ dài là 1, 2, 3, 4 ô vuông. Đoạn MK cũng có độ dài là 1, 2, 3, 4 ô vuông. Như vậy chúng mình nhận thấy đó là đoạn HM này sẽ bằng với đoạn MK, đúng chưa? Và M nằm trên đoạn HK rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có M là trung điểm của đoạn thẳng HK. Nhắc lại này, khi nào một điểm được gọi là trung điểm của một đoạn thẳng? Khi mà điểm đó phải là nằm trên đoạn thẳng HK, hay nói cách khác là HMK thẳng hàng. Và mình có HM bằng với MK, được chưa?
Rồi, vậy mình sẽ trả lời là điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK. Câu C này. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK. Rồi, như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập tiếp theo. Chúng mình sẽ có bài tập số 3. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ. Đây, đây là hình vẽ của chúng mình. Rồi, hình tứ giác ABCD, đúng chưa? Và chúng mình nhận thấy là hình này giống với hình gì đây nhỉ? À, giống với hình ảnh chiếc diều mà bạn robot đang cầm trên tay, đúng chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ chú ý vào hình ABCD này để chúng mình tìm ra câu trả lời cho bài tập số 3. Nêu tên trung điểm của đoạn thẳng AC và BD, nhớ là trung điểm. Rồi, trung điểm là điểm sẽ chia cái đoạn thẳng ấy thành hai phần bằng nhau. Rồi, đầu tiên chúng mình quan sát vào đoạn AC trước này. Đây, đoạn thẳng AC. Vậy thì các bạn nhìn giúp cô xem trong đoạn thẳng AC này có điểm nào nằm trên đoạn thẳng AC này. À, ở đây chúng mình thấy xuất hiện hai điểm, điểm G và điểm H đều nằm trên đoạn thẳng này. Xem là một trong hai điểm này có điểm nào là trung điểm hay không. Thì chúng mình nhớ là trung điểm sẽ chia đoạn thẳng đấy thành hai phần bằng nhau. Vậy thì ở đây chúng mình sẽ có điểm gì chia đoạn thẳng này thành hai phần bằng nhau nhỉ? Đây, chúng mình nhìn giúp cô xem. Điểm H này, cô nghĩ là điểm H này sẽ là trung điểm. Chúng mình xem là đoạn AH có bằng với đoạn HC hay không. Đầu tiên thì cô sẽ có đoạn AH này có độ dài đó là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ô vuông, đúng chưa? Tại vì là hình này đã được đặt chân lưới ô vuông rồi, nên cô sẽ dựa luôn vào cái lưới ô vuông này, cô tìm ra độ dài của nó xem có bằng nhau hay không. Nếu mà bạn nào thích dùng thước thì chúng mình sẽ dùng thước chia vạch cm giúp cô để chúng mình có thể đo cũng được. Rồi, như vậy ở đây chúng mình sẽ có đoạn AH là bằng 6 ô vuông, có độ dài là 6 ô vuông. Còn đoạn HC xem nào, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Vậy thì đoạn HC này cũng có độ dài là bằng 6 ô vuông, đúng chưa? Như vậy là ở trên đoạn thẳng AC này có điểm H nằm trên đoạn thẳng AC, có nghĩa là 3 điểm AHC là 3 điểm thẳng hàng. Và mình có AH bằng với HC, như vậy là H sẽ là trung điểm của đoạn AC. Rồi, bây giờ chúng mình trả lời ý đầu tiên này. Ta có H là trung điểm của đoạn AC. Ý đầu tiên, H là trung điểm của đoạn thẳng AC. Rồi, xong một ý rồi. Bây giờ chúng mình sẽ phải đi tìm tiếp trung điểm của đoạn BD nữa. BD đâu? Đây, đoạn BD đây, đúng chưa? Vậy thì các bạn nhìn giúp cô xem ở trên đoạn BD này chúng mình thấy xuất hiện điểm nào nhỉ? À, có duy nhất một điểm G này thôi. Xem nào, BG có bằng GD hay không? Cô thấy BG có độ dài là 1, 2, 3, 4 ô vuông. Nó sẽ có độ dài là bằng 4 ô vuông. Còn GD 1, 2, 3, 4, à nó cũng có độ dài là 4 ô vuông. Và 3 điểm B, G, D là 3 điểm thẳng hàng. Vậy thì chúng mình sẽ có G là trung điểm của đoạn B, D. Rồi, trả lời ý thứ 2. G là trung điểm của đoạn thẳng BD. Xong. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Và bài tập số 3 này cũng chính là bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Vậy thì các bạn đã biết thế nào là trung điểm của đoạn thẳng, thế nào là điểm ở giữa của đoạn thẳng chưa? Nhớ giúp cô này,
Điểm ở giữa là điểm mà nằm trên đoạn thẳng nó và nó nằm ở giữa hai điểm còn lại. Còn trung điểm cũng là điểm ở giữa, trung điểm chính là điểm ở giữa, nhưng mà nó phải chia đoạn thẳng đấy thành hai phần bằng nhau, đúng chưa? Vậy thì chúng mình mới gọi là trung điểm của đoạn thẳng. Về nhà thì các bạn hãy học thật thuộc giúp cô xem thế nào là điểm ở giữa này, thế nào là trung điểm, để chúng mình có thể làm được các bài tập sau này có liên quan đến hai kiến thức đó, được chưa? Bây giờ cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.